Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Survey Channel và mình là Phương Lâm. Nếu mà nói với một cấu hình Intel 4415i, RAM 4GB, SSD 64GB của Survey Go, quả thực mà nói đây là mức cấu hình thấp đối với một chiếc máy tính bảng và nó khó có thể xử lý được các tác vụ nặng. Tuy nhiên, Survey Go lại trở thành chiếc máy bán chạy nhất 2019. Vậy lý do nào đã khiến mẫu Survey này gây ấn tượng với người dùng? Cùng tìm hiểu điều đó ngay trong video này nhé! Màn hình cảm ứng gây ấn tượng. Sapego có màn hình 10 inch, tỷ lệ 3 chia 2, độ phân giải là 1 x 1 pixel. Hình ảnh mang đến sắc nét, chân thực. Ở phần phía trước có camera hỗ trợ chụp ảnh và nhận dạng khuôn mặt thông qua Windows Hello. Bàn lấy linh hoạt có thể tháo rời bàn phím một cách đầy linh động. Khi lắp bàn phím vào thì bạn sử dụng như một chiếc laptop mini có đầy đủ chức năng hữu dụng. Phần bàn phím và bàn di chuột tích hợp cho phép hoạt động giống như máy tính sách tay nhưng người dùng phải mua thêm ngoài vì không hỗ trợ đi kèm với máy. Thêm vào đó, bút cảm ứng cho phép viết, vẽ và ghi chú trực tiếp trên màn hình này. Tính linh hoạt, gọn nhẹ, linh động Trọng lượng của máy chỉ 522g và kích thước gọn nhẹ với 245 x 175 x 8,3mm. Với kích cỡ nhỏ gọn nên thuận lợi khi di chuyển, dễ dàng mang theo bên mình trong bất cứ tình huống nào. Savigo ấn tượng khi có thêm cổng USB Type-C. Với cổng này nên máy có thể hỗ trợ sạc vừa hỗ trợ sao chép dữ liệu. Bên cạnh đó còn có đầy đủ các kết nối khác như là jack cắm tai nghe 3.5mm, cổng surface connect, đầu đọc thẻ micro SDXC. Cấu hình thấp nhưng vẫn đủ để xử lý mọi công việc thường ngày. Mặc dù bắt đầu với cấu hình là Intel 4415 i RAM 4GB, SSD 64GB không mạnh mẽ nhưng vẫn ổn định để giải quyết các công việc hàng ngày. Với nhu cầu như giải trí, nghe nhạc, lướt web, xem phim, chơi game Ngoài ra, Surface Go còn có thể làm việc văn phòng, xử lý ứng dụng Office dễ dàng mà không hề bị đứng máy khi mở cả chục tab cùng lúc. Một số mức cấu hình của Surface Go để người dùng có thể lựa chọn. Surface Go Intel 4415i, RAM 4GB, SSD 64GB. Surface Go Intel 4415i, RAM 8GB, SSD 128GB. Surface Go Intel 4415i, RAM 4GB, SSD 256GB. Giá cực rẻ, phù hợp với nhiều người. Với mức cấu hình thấp nhưng bù lại, Surface Go gây ấn tượng cho người dùng ở thiết kế và tính linh hoạt và chắc chắn rằng bạn sẽ không thể tìm được một chiếc tablet nào với mức giá cực rẻ như Surface Go. Tính ở thời điểm ra mắt, mẫu máy này chỉ có giá là 399 đô la Mỹ mà thôi. Mẫu máy được sinh ra để hướng đến các đối tượng có điều kiện kinh tế không khá giả hay là sinh viên và cả những người làm việc văn phòng. Chính vì thế, mức giá rẻ, cấu hình ổn định nên đây là tiêu chí hàng đầu cho sự lựa chọn của nhiều người. Hiện nay, Surface Go được bày bán tại các hệ thống của Surface Việt tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Với mức giá phải chăng ở mức thấp nhất chỉ hơn 10 triệu là bạn đã sở hữu ngay mẫu tablet line nổi tiếng này. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn một số cấu hình khác của Surface Go ở tùy chọn mức RAM 8GB và SSD lên đến 256GB. Đặc biệt, phiên bản tích hợp LTE sẽ không làm quý khách hàng phải thất vọng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!